với thằng khốn nạn này. Ai khốn nạn thì hãy chém đốt ông. Một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Đuổi việc hết bọn họ thì mới được. Bị công ty đuổi, em biết làm gì để sống này chứ. Con thấy đau lòng quá. Đốt cuộc là lý do sao đây? Giám đốc ồn không phải là một tay dừa đâu. Những quan điểm vẫn còn đang bất đồng. Sao lấy? Đúng là không giống ai hết. Ở nhà dưới con đâu có tội gì. Đàn ông sẽ có sữa sao? Đó. Bởi tiệc là đàn ông giỏi nấu nướng cũng mới mẻ lắm chứ bộ. Là đàn ông thì nên làm những việc to lớn đi. Đón xem những tập cuối của bộ phim Ông Bố Nội Trợ lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.